欢迎继续收听你的月亮我的心。Thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp phần 4 trải nghiệm đi câu tại rừng Sác Cần Giờ. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Rồi học rồi. Rồi đâu bây giờ gần này. Tôi tưởng đâu cây của ông. Dính rồi. Cái sàn dây là dính. Nặng tay bằng. Không có nhẹ như thường thà thường khi. Cái vàng. Vô. Ừ, đó, cái vàng này cả nhà ơi. Rồi. Thấy không? Thấy cái vàng không? Quá đã. Quá đã. Quá đã. Đây. Phúc khen đã dính rồi nha cả nhà. Ôi nó kêu. Con cá nó kêu nghe không? Kêu bù bù có chứ. Đó, nó kêu nè. Đó, đó. Nó làm mồi ngon. Này hai mồi ra hai để luôn. Còn miếng cũng mới được. Đây, Phúc Hàng có vốn rồi nha cả nhà. Anh ơi. Cần thủ đa. Từ hồi sáng giờ mới ăn. Ăn là phải dính. Bị điểm câu cá lý tưởng luôn cả nhà ơi. Cái gì vậy? Dính không? Con giật, con kéo đâu có sóc. Rồi, Phúc Khang đã dính. Mà nếu mà dính là dính được là dính hoài luôn nha cả nhà. Kỳ đó. Gị cũng dữ mà cá nhỏ xíu ha. Tưởng cá bự chứ. Sao dính cái này không ta? Ổ mà. Ổ cá vàng mà. Trời ơi, năm nay là Phúc Khang làm ăn là coi như là gặp nhiều điều may mắn. Toàn bộ cá vàng hết qua nay. Không có đây không có cá. Có cò cái con vũ. Cá nào cũng được, trải nghiệm có cá là vui rồi. Quăng qua gốc dừa. Để mình biết. Ừ đó. Cái cuộc sống của người dân ở Cần Giờ sinh sống như thế nào ha. Bắt được cá cũng khó khăn lắm nha cả nhà, nó không phải đơn giản lắm nha cả nhà. Không có đơn giản giống như là ở trong trong phim đâu. Cái này là trải nghiệm thực tế. Cái này là thực tế luôn á. Lẹo dây luôn. Cái vạch này câu ngon, vạch cho Thông An Nghĩa chả nhiều. Trời quốc. Giữa sông luôn cả nhà. Giờ giữa sông câu cá cỡ này ở đây gì vậy, tưởng là một câu cá ăn, nó là cái cá ăn đó. Để tôi quay lên rồi quốc hiệu này trong mé không có à, để chút coi mới thay mà để có gì chắc luôn. Bây giờ địa điểm quá. Cũng con này kêu bằng con vậy? Nhỏ thì kêu bằng tầm dông giống như cá lóc vậy. Vậy hả? Ừ. Thì bắt nó đi làm gì sợ nó? Nhớ không giờ chưa, tôi thò tao bắt. Thì giờ cho thả xuống dưới chưa? Cần câu xuống vậy nó mới bắt được chứ mới xảy bây giờ. Không có bị lớn gì mà nó nặng ghê, kéo nó nặng kịch luôn á. Dài nó quấn nước mà. Rồi nó quấn 2-3 lưỡi câu lẹo tùm lum rồi. Trời ơi, nó hốc gớm quá, lâu bắt con này quá, nó bắt nhớt gớm quá. Rồi. Thôi lịch cũ là tiền không á. Sướng ơi chứ nhỏ nhỏ đâu có tiền đâu. Ba này cái dạng người ta nói ăn là xương không, ba tầm trong ăn xương không nè. Mà nó lớn kìa mới có thịt.
Trời ơi, nó ăn nó gỉ cần luôn mà kéo lên nó nặng. Giờ thả nước đi cho nó bung ra đi. Bung vô thả nước đi, thả nước lại đi. Thả nước con bung nổi nó quấn dướng cục vậy luôn, luôn dướng cục. Thả đi. Thì... Nhớ không? Nhớ. Ủa nặng sợ luôn nè. Quấn cục luôn. Ôi trời, nó quýu lần vậy rồi sao tháo? Ôi dính lịch cũ cả nhà ơi. Nó móc hai lửa cầu dính là luôn rồi. Trời nhớt kìa, thấy gớm không? Trời nhớt quá vậy, nhớt không? Giờ sao tháo vậy ạ? Có kéo không? Cắt, giờ cắt giờ lấy cái này đi rồi tóm cái lửa cầu lại khác. Cắt cắt coi. Mở ra ở đó nó có cái phè đó. Móc ra. Nó rút vô không à. Bây giờ lấy kéo đi, giờ tôi cắt lịch luôn coi. Đây. Đưa. Cắt cho nó chết rồi tôi buông ra. Tôi tháo cái mà nấy ra. Nè. Rồi thì kéo lên hết hộm dưới luôn. Nhớt. Để mới hoài đi, nhớt lắm. Tôi thường chạy với bạn để lấy màu tanh đó, mình câu lợ cốt. Mình cắt ra lấy cái màu tanh của nó mình câu cốt. Trời ơi, kéo lên nặng tay hết hồn luôn. Tự nhiên lên dài nhằn luôn, hết hồn định quăng cây câu. Quăng mà nó quăng kiểu siết người lại mà. Nó rút lợ không à, giờ rút ra nó có siết lợ không à, rút ra cái nó siết lại nhớt không à. Chút xíu tao quăng kèn câu luôn rồi. Ủa, đó thì mày không biết này hả? Đã, ai biết. Tầm dông rồi, lịch cũ là lịch cũ, mình còn nhỏ. Mày nói con lịch cũ thì sao còn kéo được. Mày nói con tầm dông, tao nghe cái con lạ quá hết hồn. À, đây, cái gì bỏ đây nhớ không? Tùng. Bỏ đây trong cái lon nè. Ơi, cũng mày nhớ không vậy? Trời ơi ma ơi. Trời ơi. Có cắn đâu con này mà. Hú hồn luôn. Gì? Có không? Có chừng nó nữa đó. Kỳ nèo nó không nhỏ mà con dính con bự nữa mới đã. Con bằng cẳng cái thì ngon lành luôn. Trời ơi, giờ ngon con. Sao cây nó ăn liên tục luôn mà nãy giờ không dính ta? Bóc không được. Kỳ này không có sảy nữa đâu. Hết sảy. Ăn cỡ đó mà sao sảy. Cá này cũng to nha, chứ không có nhỏ đâu nha. Kéo quằn câu mà. Ồ, cá vàng nữa. Ồ, trúng ổ cá vàng rồi cả nhà ơi. Cầm luôn đi không thông? Cầm luôn đi. Con cá. Cầm cá kìa. Thì nó chụp cái sủ con đó. Rồi. Sủ con hả? Ừ, cái con cá sủ con á. Cá sủ con hả? Ừ. Cá mà có số con ta kêu con cá lù đù, nó giống như con cá nọ thì nãy như con tầm dông mà mình kêu. Không phải, không phải lù đù nó trắng, còn cá này vàng lòm mà. Vàng nhưng mà lù đù vàng thì con kêu bằng cá sủ vàng lù đù đó mà nó không biết, nó đâu phải là cá sủ vàng tiền không luôn á. Tại nó nhỏ. Nó nhỏ vậy đó, vậy nó lớn bạc màu. Cá sủ vàng là cá sủ hiếm lắm á. Cá lóc của mình lớn thì mình kêu con cá lóc, còn nhỏ mình kêu cá cục cứng đó. Nhỏ nữa kêu bầy vòng đúng không? Ừ. Nó vậy, được vậy đó, nó tới hai tên, một con cá nhiều khi hai ba tên không. Từ nãy nó dính không đó. Ờ, nó dính rồi, nhỏ quá nhỏ. Cái nào cái đó đó hả? Ừ. Ủa nãy giờ nó dính mấy con rồi ta? Như 3 4 con nè. Ủa trong đó rồi nãy 4 con, 6 con, 3 con rồi. Cái này nãy như 4 con. 2 con hả, nhưng mà 2 con 3 con nữa. Cây của chú nãy giờ là dính một con với con tầm dông. Không phải tầm dông, con lịch cũ. Lịch cũ con. Là tầm dông hết hồn quăng câu nữa bây giờ. Nó làm mình hết hồn với mẹ định liền nhảy rồi đó. Ở dưới đây gặp ở trên bờ là bỏ liền chạy rồi đó. Nghe nói lịch cũ ham kéo lên tự nhiên con tầm dông hết hồn. Bơi không nổi luôn mà. Rồi cá vàng đẹp ghê luôn. Rồi đem lên. Trời ơi, nó táp có miếng mồi mà không có dính. Ôi cá vàng đẹp quá Tùng ơi. Vàng lò mà. À, cá nhìn đã ghê không? Ôi móc. Ôi nay vô mánh rồi, chúng mà ổ cá vàng luôn rồi cả nhà ơi. Câu toàn là cá vàng không. Rồi đây nữa nè. Đó mới dính con nữa nè cả nhà. Cá bằng lòm luôn. Ôi cá đã không?
vàng ánh luôn. Điểm câu quá lý tưởng luôn, mát mẻ luôn. Đậu sát mé nè. Tao lâu lâu tao kéo tao thấp rồi, tao không thấy đường nó ăn. Chừng nào nó kéo lâu cần câu tao mới biết nó ăn. Giật câu biết mà. Cái đường đâu. Chỗ này vậy là cá này nhiều lắm nè. Bậy dưới. Câu qua nay toàn là dính nó không. Không có cá gì khác à. Xuống nhi, xuống nhi. À, này nay tới 4 cần thủ luôn nha cả nhà. Đây 1. Ít nhất có phải đồ Phúc Khang nữa là 2. Đây. Cần thủ thứ 3, anh Thông và một thằng con trai ngồi trên đầu. Bữa nay thi coi nha, ai câu được nhiều cá nha. Nãy giờ ta mấy con rồi ta? 2 con cá vàng với một con lịch cũ. Đó là lại giặt dây à. Đến. Cá ăn vạt mà kêu nó còn cầm giờ cái thằng câu nó chết rồi. Mới giới thiệu cần thủ này, cần này chết rồi sao cần thủ? Dính rồi nha. Dính không? Dính. Chưa thấy gì hết trơn á. Dính, dính mà dính cá bự cơ là hơn. Không, cá này nhỏ bự đâu, cá bự là nó giật dữ lắm rồi. Dính rồi. Dính không? Ồ, cá vàng nữa. Ồ. Ba. Dính vậy sao gỡ luôn trời ơi. Ôi ba Tùng dính rồi, dính cá vàng rồi đã thấy không con trai. Đó, đây. Ghê không? Đó, cần thủ số 1 của mình dính cá. Còn mà rồi. Dính con cá, cá gì? Cá mà, cá ăn gỉ cần câu còn cầm cái cần câu vừa dở vậy dở. Giống như ngày xưa là gì? Đi gì ta? Cá ống mú á. Đi nhử cá ống mú rồi đó. Thầy chạy luôn. Ăn ngon không là ngậm miếng chả ra kìa. Câu cá mà lo cái cần câu không thấy đụng cần câu nữa. Ôi câu cá mà không lo câu cá lo miếng chả không chết rồi. cây anh Thông đang ăn á, mới giật á, mới giật cần á, mới giật cái đầu á. Vị trí đi tôi vậy có làm mấy gì mà cẩn trọng mấy cái vụ này luôn. Rồi bóp rồi xong dính luôn bộ lá rồi. Ừ vậy cũng đi nữa ta. Wow. Chỗ này thấy im nha. Coi 1 con, 2 con, 3 con rồi đó. 4 cây 3 con rồi đó. Ủa, bẻ cái đu lá này. Bẻ nó đâu có mát. Mát rồi. Tao còn nắng cũng được. Cây của con trai ăn hả? Câu ăn bên luôn. Vác con câu luôn, lo bầu tử trước hả? À cả nhà thấy không? Nãy tao đang ngó ông bánh bánh miếng chả giờ. Thấy miếng chả thèm hả? Rồi ai ăn sướng sắc nha. Rồi thì đấy. Đó thấy không cả nhà, đó. Buổi trưa có nhiêu đây thôi đó. Tôi không làm những nha, tại nó kêu. Câu cá mà ngủ luôn mới ghê. Cá giật giật mình hả? Cá ăn giật mình thức giấc luôn. Vậy chứ tâm dính cá không? Có không? Tâm dính cá không? Thấy quần cầu đó con. Ồ, không dính nữa. Có không? Ồ, dính luôn, ngủ câu cá ngủ mà dính cá rồi cả nhà. À, con trai làm ăn được á, bữa nay con trai câu quá trời cá. Ổ cá vàng rồi cả nhà ơi. Sáng giờ dính toàn là cá vàng không. Tập dính cá gỡ luôn. Video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo.
Phúc Khang sẽ đi giăng lưới, không câu cá nữa, mà kỳ này Phúc Khang sẽ đi giăng lưới coi ở đây có cá không nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.